Hello mọi người, hôm nay chúng ta cùng thưởng thức một món bánh nổi tiếng của người Hoa. Đây là một loại bánh thường được gói và tặng cho nhau vào những dịp mùng 5 tháng 5 nha mọi người. Hôm nay mình được một người bạn Hoa gửi tặng mình một chiếc bánh này nè. Các bạn có biết đây là chiếc bánh gì không ạ? Đây là một chiếc bánh bá tràng của người Hoa nha anh chị. Chiếc bánh này nó có xuất xứ từ Trung Quốc và cỡ mỗi vùng miền thì chiếc bánh sẽ có những cái hương vị và cách chế biến để mà gói khác nhau nha. Khi về Việt Nam thì bánh nó cũng có cái hương vị để phù hợp hơn với người Việt Nam. Bên ngoài chiếc bánh thì được gói bằng lá chuối nha anh chị. Lá chuối được cột vào các dây lát. Gói bánh này thì nó cũng giống như là mình gói bánh tét ở Việt Nam mình vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở cái bánh ra và để khám phá những cái điều bí ẩn bên trong cái bánh nha. Bánh được gói khá chắc chắn nha anh chị. Khi mình mở cái bánh ra thì bên ngoài là lớp lá chuối, sau cái lớp lá chuối thì nó là một lớp lá dong ha. Thì cái bánh sau khi mình bóc ra tới đây thì mình nhìn thấy bánh nó khá giống như là bánh chưng nha anh chị, giống bánh chưng hơn là bánh tét. Nó có cái nếp nè, rồi cái nhân ở bên trong nó cũng khá giống cái bánh chưng của miền Bắc hơn. Wow, một cái bánh bá tràng rất là ngon ha. Bánh này thường người ta dùng vào dịp mùng 5 tháng 5 nha anh chị. Wow, ngon quá. Với cái thành phần nhân bên trong khá là bắt mắt. Thì chúng ta thấy ở trong đây là một cái hỗn hợp nhân rất gồm rất nhiều thành phần. Ví dụ như là ở đây nó có cái đậu phộng nè, nấm đông cô nè, trứng nè, thịt nè, và một số cái gia vị khác. Nó có cả cái hương vị của thuốc bắc nữa anh chị. Khi mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được có cái hương vị của thuốc bắc ở đây. Ở đây thì có những cái hạt đậu phộng họ nấu lên và để vào trong đây thì họ hấp chung với cái bánh luôn, cho nên bánh nó sẽ có hòa quyện các cái hương vị. Ăn thì nó cũng khá giống với cái bánh chưng của Việt Nam của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để mà thưởng thức cái hương vị của cái bánh bá tràng này nha. Bánh bá tràng thì mình sẽ có nhiều cách để mà mình dùng nha. Mình có thể dùng với nước tương nè, rồi các gia vị các bạn thấy yêu thích. Và đặc biệt với cái bánh này thì được chia sẻ của người bạn Hoa của mình á, thì bánh này mình chấm với đường cát anh chị. Rất là đặc biệt là sau khi mình chấm với đường cát, mình để vào trong miệng nha. Mình để cho bánh thấm từ từ tan ra và mình sẽ thưởng thức cái hương vị rất là đặc trưng của cái bánh. Và chỉ có thể là người dân bản địa thì họ mới có thể giới thiệu và chia sẻ cho mình cách ẩm thực đúng cái sản phẩm của đất nước họ. Và mình cũng rất là thấy thú vị khi mà thưởng thức những món ăn của người Hoa như thế này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Dịp sống Sài Gòn xin hẹn các bạn vào video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.